Vật phẩm phong thủy chiêu tài tích lộc mang đến vận may cho chủ nhân sở hữu. Chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh nữa mà mọi người xem trực tiếp video. Hôm nay thì xin phép được giới thiệu đến mọi người một chiếc bình phong thủy thu hút tài lộc với cái tên là Công Danh Phú Quý, và cái mẫu này là mẫu cỡ đại, cỡ to, chiều cao là 50 và cái đường kính bụng của sản phẩm là 48. Cái màu nền của sản phẩm là màu xanh lục và cái họa tiết ở trên sản phẩm này, họa tiết chính là hình ảnh chim công và hoa đào, một cặp chim công. Và tất cả cái họa tiết ở trên sản phẩm này đều được đắp nổi và điêu khắc thủ công bằng tay. Đây là cái cách làm khó nhất trong gốm sứ, đó chính là vừa đắp này, tạo hình chi tiết này, sau đó đắp vào khi vẫn còn là đất và điêu khắc họa tiết nổi trên bề mặt của đất. Cách làm rất là kỳ công nhé. Cái chiếc bình này thì với cái chất là chất gốm sứ và được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam, và cái họa tiết ở trên sản phẩm này thì đã được mạ thêm vàng, vàng thật rất là sang trọng và đẳng cấp. Đây là mặt chính của sản phẩm mọi người đang nhìn thấy nhé. Nên mình sẽ review chi tiết nhất. Ở cái mặt chính của sản phẩm thì được trang trí hình ảnh là một cặp chim công với một chim trống và một chim mái. Chim trống thì với cái đuôi xòe rất là rộng, chim mái thì ép ở bên cạnh. Ở trên vai bình thì được thiết kế hình ảnh là một bông hoa mẫu đơn được làm nổi, hình ảnh bông hoa mẫu đơn làm nổi và được phủ kín vàng kim, nổi và phủ kín vàng kim. Đấy, cỡ rất là to này. Và sản phẩm thì có đủ màu nhé. Nếu như quan tâm đến sản phẩm, mọi người vui lòng gọi điện qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết và gửi mẫu sản phẩm cho mọi người tham khảo. Tất cả những cái sản phẩm như này chúng tôi đều ship toàn quốc hết. Về ý nghĩa của hình ảnh chim công thì như chúng ta biết thì chim công chính là biểu tượng của sự vương quyền, phú quý, giàu sang và khẳng định cái địa vị trong xã hội. Đặc biệt là hình ảnh một cặp chim công còn thể hiện cho tình cảm vợ chồng bền chặt sắt son, gia đình ấm no hạnh phúc. Đấy là hình ảnh của chim công. Thì đây là một cái chiếc bình là thu tài lộc, với cái dáng bình là bụng phình, cổ thắt, miệng loe này, và tài lộc may mắn sẽ được thu hút giữ ở trong bình. Đấy là cái ý nghĩa về phong thủy nhé, ý nghĩa về phong thủy. Đây cũng là một chiếc bình trang trí rất là đẹp với không gian phòng rộng rộng thì chúng ta bày một cặp bình to như thế này thì cực đẹp và sang. Đây cũng là một cái món quà tặng, quà biếu tân gia hoặc là tặng sếp mỗi lần lên chức, rất là ý nghĩa và sang trọng. Mặt sau thì được trang trí hình ảnh hoa sen, hay gọi là liên hoa cát tường ấy, mặt sau. Cái vàng mà được mạ ở trên cái bình này, vàng được mạ ở trên bình này là vàng đã được nung qua một lần lửa là 800 độ C rồi. Vàng sẽ bám ở trên này rất là chắc. Nhưng cũng có một cái lưu ý nhỏ với mọi người là đối với cái vàng này là ở bên ngoài men. Chính vì vậy chúng ta không dùng những cái vật sắc nhọn thô ráp mà chúng ta mài trực tiếp lên vàng, hoặc là cọ sát với lực mạnh lên, nó sẽ dây ra tình trạng có thể là xước lớp vàng. Nên mọi người lưu ý đối với cái sản phẩm vẽ vàng như thế này. Còn với cái màu xanh hay là cái màu của men ấy, thì nó sẽ là màu bền vĩnh cửu với thời gian. Hình ảnh hoa đào, một thân cây đào được trang trí họa tiết thân cây gồ ghề xù xì rất là to nhé. Bây giờ mình sẽ quay gần hơn nữa vào chi tiết của sản phẩm để chúng ta có cái nhìn rõ nhất về cái sản phẩm này. Hiện tại thì mình đang quay gần vào cái sản phẩm để cho chúng ta có cái nhìn rõ nhất nhé. Cái bình này nó phình ra khá là rộng ở phần thân, được phình ra này. Vì vậy là cái độ rộng của sản phẩm rất là rộng, gần cao bằng chiều cao này, 48. Và cái mẫu hình chim công này, chúng ta nhìn thấy chim công này, cái mặt chim công này, phần thân của công này rất là dày nhé, rất là dày. Và đặc biệt đó chính là cái màu của chim công là cái màu vàng nâu kết hợp với vàng ở viền bên ngoài. Khi mà chúng ta nhìn vào cảm giác như cả một con công này là cả một miếng vàng, cả một miếng vàng. Đấy. Cái cách tạo họa tiết và phối màu như thế này giúp cho chúng ta nhìn vào cái bình, cái họa tiết chính nó sang trọng. Đây là chim trống này, chim công trống này với cái đuôi xòe rất là rộng nhé. Chim trống này. Đây là thân cây đào này. Đây là bông hoa mẫu đơn này, được đắp nổi canh bông phủ kín vàng kim. Bông hoa thì được phủ kín vàng kim. Còn cái phần lông của công này thì chỉ vẽ vàng kim ở viền bên ngoài thôi.
Đây là chim công mái này. Đấy, đây là chim mái nhé. Đấy, chúng ta nhìn thấy chim công này, cảm giác như là cả hai miếng vàng ốp vào cái thân bình luôn, cầm hẳn được vào cái thân công nhé, cầm hẳn được vào thân công. Đây là hình ảnh hoa cúc này, hoa cúc được điêu khắc ở trên cái thân của mình, những chú chim nhỏ đang bay lượn ở xung quanh nữa. Đây là hình ảnh hoa sen này, hoa sen hay gọi là liên hoa cát tường, được đắp nổi, được đắp nổi. Độ dày lên khoảng tầm 1,5 cm nhé, so với mặt thân bình. Độ dày của hoa sen rất là dày đấy, vàng óng. Đây là hình ảnh hoa đào này, chúng ta có thể cầm vào được những cái bông hoa đào này, cầm được vào. Quay lại mặt chính của chim công, nhìn cặp chim công này nhìn như hai miếng kim loại đang ốp trực tiếp vào cái thân mình. Ở đây mình đang quay gần nữa vào để cho mọi người cùng nhìn được cái mặt của chim công, cái thần thái của chim công nhé. Chúng ta cũng nhìn và cảm nhận về cái độ kỹ và tinh xảo của cái sản phẩm. Đây, bông hoa mẫu đơn được phủ kín bằng kim này. Đây, những chú chim và những cái bông hoa đào được làm nổi. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một chiếc bình hút tài lộc với cái tên là công danh phú quý và cỡ cao 50. Và nếu như mà xem xong video mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh để chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào. Mọi người có thể tìm dễ dàng hơn những cái video mà mọi người có thể là muốn quan tâm. Bởi vì khi mà lên trên kênh này thì có rất nhiều video với các loại sản phẩm khác nhau. Thì mọi người hãy vào cái mục danh sách phát. Vào mục danh sách phát này, mọi người nhấn vào mục danh sách phát thì sẽ hiện ra rất nhiều cái mục về từng dòng sản phẩm một. Đấy, mọi người có thể lên trên đây và vào từng mục để xem sản phẩm. Như vậy nó sẽ không bị loạn sản phẩm nếu như mọi người xem ở trên trang chủ. Đấy, các bạn có thể xem ở trên cái mục danh sách phát này, vào trực tiếp cái mục này để kiểm tra từng cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể quan tâm.